Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Mạnh Vlog 1. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Tây Ninh, đài An Giang và đài Bình Thuận. Chúc các bạn may mắn và hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, một like một đăng ký nha các bạn.